đi đường xa thì mẹ mệt rồi, có em bé thì mình cũng sợ con cháu mình có mệt, mắc kẹt rồi 3 giờ chiều hôm qua tới sáng nay luôn á, tại vì hôm tôi ngồi lại đây sáng đêm mệt rồi, phải có mệt mà bây giờ mấy ảnh phân luồng cho về là mình theo nguyện vọng của mình là mình cũng thích đó, bây giờ mình cảm thấy là mình khỏe lại luôn. À, đưa về lý vui về nhà cái gì ăn lấy nó khỏe hơn, ở đây không có tiền đón nhận tiền nhà tháng cái dịch nó bớt rồi.